Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại công ty Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và nhiều doanh nghiệp liên quan, đề nghị truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 33 người khác, trong đó có chồng là Chu Lập Cơ, em dâu Ngô Thanh Nhã và cháu gái Trương Huệ Vân, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền vì đồng phạm, giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan. Vai trò của em dâu Trương Mỹ Lan, Ngô Thanh Nhã và cháu gái Trương Huệ Vân trong vụ án này là gì? Hai người phụ nữ này đã làm gì để giúp Trương Mỹ Lan trục lợi? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, theo kết luận điều tra, Ngô Thanh Nhã là em dâu của Trương Mỹ Lan. Ban đầu, Nhã được Lan sắp xếp tham gia công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát giúp chị dâu điều hành nhà hàng. Đến năm 2006, Trương Mỹ Lan thành lập công ty tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Nhã làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty. Sau này, Trương Mỹ Lan tiếp tục giao cho Nhã giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Đông, đồng thời là tổng giám đốc công ty tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, Nhã chỉ thực hiện các công việc liên quan đến hậu cần, lương thưởng, từ thiện, quản lý nhà hàng, khách sạn của công ty. Mọi hoạt động về nhân sự, tài chính của các công ty này đều do Trương Mỹ Lan chỉ đạo và điều hành. Qua quá trình làm việc tại Vạn Thịnh Phát, Nhã thấy doanh nghiệp này thành lập rất nhiều công ty. Ngoài các công ty mà Nhã được tham gia để thiết kế, quản lý nhà hàng, khách sạn, thì các công ty còn lại thành lập để làm gì Nhã không rõ. Việc thành lập, quản lý và sử dụng các công ty đều do văn phòng hội đồng quản trị công ty tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện theo chủ trương của Trương Mỹ Lan. Nhã xác nhận, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Đông, đã ký biên bản họp đại hội cổ đông và quyết định của đại hội cổ đông về việc hợp tác đầu tư với công ty SBG thực hiện dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh do Peninsula làm chủ đầu tư với tổng chi phí khoảng 119.600 tỷ đồng. Số tiền này bao gồm 22.000 tỷ đồng của công ty SBG, còn lại do công ty An Đông huy động vốn bằng hình thức vay của các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu hoặc hình thức hợp pháp khác. Sau đó, với tư cách là tổng giám đốc công ty tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nhã ký hợp đồng mua sơ cấp trái phiếu để thực hiện 5 giao dịch chuyển tiền trong chuỗi các giao dịch khống, tạo lập trái phiếu công ty An Đông năm 2018. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nhã đã thừa nhận hành vi ký các biên bản hợp đồng, chứng từ để tạo lập, phát hành trái phiếu công ty An Đông là vi phạm pháp luật. Nhưng việc này, bị can thực hiện theo chủ trương, tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Tương tự, Trương Huệ Vân là cháu gái của Trương Mỹ Lan, được bà Lan giao làm cổ đông, thành viên hội đồng quản trị công ty VKMC, bổ nhiệm tổng giám đốc năm 2015. Vốn góp của Trương Huệ Vân do Trương Mỹ Lan nắm giữ, thực chất là tiền của Lan và thành viên hội đồng quản trị công ty An Đông. Trương Huệ Vân không trực tiếp điều hành, quyết định các vấn đề tài chính của công ty mà do bà Lan điều hành. Trương Huệ Vân thừa nhận, công ty VKMC không có nhu cầu và nguồn lực để đầu tư trái phiếu thực tế và cũng không có 13.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu. Việc công ty An Đông phát hành trái phiếu là chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Mặc dù là thành viên hội đồng quản trị công ty An Đông, nhưng Trương Huệ Vân chưa từng họp hay được thông báo về việc phát hành trái phiếu, chỉ được nhân viên đưa đến bộ hợp đồng mua bán trái phiếu và các chứng từ liên quan đã có đủ chữ ký của người khác. Vân tin tưởng vào chủ trương của bà Lan và đã được ông Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Tài chính công ty VKMC kiểm tra, kiểm soát nội dung nên đã ký toàn bộ hợp đồng chứng từ liên quan. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trương Huệ Vân thừa nhận hành vi sai phạm của mình, cho rằng vì tin tưởng Trương Mỹ Lan mà đã lập ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, không được hưởng lợi, đã tự nguyện nộp tiền khắc phục một phần của hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra cho rằng, xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, vai trò của bị can Trương Huệ Vân là người làm công hưởng lương, làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi. Hơn nữa, bị can đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra. Có nhân thân tốt nên cơ quan điều tra đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình. Đối với Chu Lập Cơ, chồng của Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra xác định là đồng phạm với vợ về hành vi rửa tiền. Theo kết luận điều tra, tại ngân hàng SCB, Chu Lập Cơ đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán Visa, Master để thanh toán các dịch vụ mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý cho cá nhân mình và vợ trong quá trình sinh sống, lưu trú đi lại tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tổng số hơn 225 tỷ đồng vào thẻ Visa Master của Chu Lập Cơ. Bị cáo này sau đó đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng, có nguồn gốc từ tiền tham ô của ngân hàng SCB, lừa đảo từ việc phát hành bán trái phiếu công ty An Đông. Cơ quan điều tra cho rằng, bị can Chu Lập Cơ thừa nhận biết vợ chỉ đạo nhân viên thực hiện nộp tiền vào tài khoản mang tên mình và sau đó đã sử dụng thanh toán các hoạt động. Thưa quý vị, ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106.000 tỷ đồng, tương đương 4,5 tỷ đô la Mỹ của bà Trương Mỹ Lan và các bị can.
Theo cơ quan điều tra, hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan và các bị can kéo dài trong 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022. Có 21 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Vậy ai là người ký lệnh chuyển hàng chục tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, tại giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB là một trong 4 bị can bị Bộ Công an đề nghị truy tố 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại giai đoạn 1 của vụ án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trương Khánh Hoàng 18 năm tù về tội tham ô tài sản. Theo kết luận điều tra, Trương Khánh Hoàng làm việc tại ngân hàng SCB từ ngày 9 tháng 9 năm 2019 đến ngày 15 tháng 8 năm 2022, trải qua các vị trí phó tổng giám đốc và quyền tổng giám đốc. Quá trình làm việc tại SCB, Trương Khánh Hoàng được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo phối hợp với nhóm Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, chỉ đạo Phương Anh phối hợp với các chi nhánh của SCB sử dụng tiền chiếm đoạt được từ SCB thực hiện chuyển tiền để bà Lan dùng cho các mục đích khác nhau. Theo đó, Hoàng chỉ đạo Phương Anh ghi chép lại việc sử dụng tiền từ tiền chiếm đoạt được của ngân hàng SCB thông qua các khoản vay khống. Từ ngày 9 tháng 9 năm 2019 đến ngày 5 tháng 1 năm 2021, Hoàng chỉ đạo Nguyễn Phương Anh sử dụng hơn 104.000 tỷ đồng cho nhiều mục đích khác nhau của bà Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, theo kết luận điều tra, với tư cách là quyền tổng giám đốc SCB, Trương Khánh Hoàng đã duyệt các lệnh chuyển tiền ra nước ngoài và duyệt nhận tất cả các khoản tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam cho các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua các hợp đồng khống như hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, góp vốn, hợp đồng vay tiền, hợp đồng tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam và các công ty tổ chức ở nước ngoài. Cơ quan chức năng cáo buộc Trương Khánh Hoàng đã ký duyệt 38 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số tiền hơn 929 triệu đô la Mỹ và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về với 106 giao dịch cùng tổng số tiền là 1,9 tỷ đô la Mỹ. Các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam đều do các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện thông qua các loại hợp đồng khống. Kết luận điều tra nêu, các loại giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài do Trương Khánh Hoàng ký duyệt đều không đủ điều kiện chuyển tiền như thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng, chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần giữa công ty tại Việt Nam và công ty nước ngoài, chứng từ thể hiện công ty ở nước ngoài đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước Việt Nam cho giao dịch chuyển. Tuy nhiên, Hoàng vẫn duyệt cho chuyển tiền ra nước ngoài. Đối với các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, mặc dù thiếu trường thông tin về mục đích chuyển tiền, bị hệ thống tự động khóa, nhưng Hoàng vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hạch toán vào tài khoản của khách hàng, nhận tiền 106 giao dịch với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đô la Mỹ. Trong vụ án này, Trương Khánh Hoàng bị cáo buộc phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan. Những thông tin xoay quanh vụ án Vạn Thịnh Phát luôn khiến dư luận phải đi từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác. Từ số tiền hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ lớn nhất từ trước đến nay cho đến số tiền rút ruột khổng lồ tại SCB, kết quả điều tra giai đoạn 2 tiếp tục vạch ra loạt sai phạm về những chiêu thức và khoản tiền khủng được bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới. Câu hỏi đặt ra, vì sao những khoản tiền này dễ dàng chót lọt được tuồn qua biên giới? Thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi trong nội dung ngay sau đây. Cơ quan điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan và các đối tượng đã thực hiện 107 giao dịch chuyển tiền đi và 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài. Tổng số tiền bị quy kết vận chuyển tiền trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ. Điều tra về trách nhiệm của các cơ quan quản lý cũng như các cá nhân liên quan, cơ quan điều tra xác định căn cứ luật phòng chống rửa tiền từ năm 2012 đến năm 2022, ngân hàng SCB đã báo cáo các giao dịch lớn, các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế, các giao dịch đáng ngờ được thực hiện qua ngân hàng. Các báo cáo này được gửi đến Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, SCB cũng báo cáo cả 107 giao dịch chuyển tiền đi và 152 giao dịch nhận tiền về nói trên tại 146 báo cáo bằng văn bản nhưng không có khách hàng thực hiện. Cũng trong 10 năm này, không có cơ quan quản lý nhà nước nào tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các khách hàng đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua biên giới nói trên. Theo quy định, Cục Phòng chống rửa tiền có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, báo cáo từ các tổ chức theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền. Cơ quan này cũng có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin khác nghi ngờ liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Sau khi tiếp nhận, Cục Phòng chống rửa tiền có trách nhiệm phân tích, xử lý báo cáo, thông tin nghi ngờ liên quan đến rửa tiền. Từ năm 2012 đến năm 2022, Ngân hàng SCB đã thực hiện báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền về các giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 đô la Mỹ trở lên, tổng số file báo cáo là 3.160
với 313.705 giao dịch chuyển đi, nhận về. Ngoài ra, còn có 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ. Trước thời điểm khởi tố vụ án ngày 7 tháng 10 năm 2022, các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về không nằm trong danh sách đen là đối tượng bị điều tra truy tố xét xử, không nằm trong danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước và của các quốc gia khác. Trong đó, Cục Phòng chống rửa tiền không có cơ sở để xác định hơn 313.000 giao dịch chuyển tiền điện tử có giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tiền, vận chuyển tiền của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Còn 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ mà Ngân hàng SCB gửi lên không có danh sách các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát chuyển tiền đi, nhận tiền về, nên Cục không có cơ sở để phân tích, nghi ngờ. Một cơ quan chức năng khác là Vụ Quản lý Ngoại hối không có chức năng kiểm tra, thanh tra hoạt động ngoại hối của các cá nhân, tổ chức nói chung, cũng như hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về Việt Nam. Vụ Quản lý Ngoại hối chỉ thống kê, theo dõi số liệu trên cơ sở số liệu báo cáo, tổng hợp của các ngân hàng mà không có số liệu giao dịch cụ thể, từng cá nhân, tổ chức. Quá trình theo dõi số liệu tổng hợp do Ngân hàng SCB cung cấp, Vụ Quản lý Ngoại hối không có cơ sở phát hiện sự bất thường trong việc chuyển tiền, nhận tiền nước ngoài. Cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ xem xét trách nhiệm của Cục Phòng chống rửa tiền, Vụ Quản lý Ngoại hối trong việc các đối tượng, công ty thuộc Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB làm trái quy định về chuyển tiền quốc tế. Xác minh tại Ngân hàng SCB, cơ quan điều tra xác định Kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát SCB có trách nhiệm giám sát các giao dịch chuyển tiền lớn trên hệ thống core banking, từ đó kiến nghị cảnh báo các rủi ro, báo cáo Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc SCB. Thực tế, Kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát SCB có thực hiện giám sát và báo cáo hàng tháng đối với các giao dịch chuyển tiền đi, nhận tiền. Các báo cáo nêu vấn đề hồ sơ pháp lý khách hàng không đúng, nhiều giao dịch thiếu hồ sơ chứng từ và kiến nghị kiểm soát chặt chẽ hồ sơ chuyển tiền, lưu trữ chứng từ đầy đủ, thực hiện đúng quy định, hạn chế rủi ro tiềm ẩn về rửa tiền. Tuy nhiên, họ không nhận được kết quả phản hồi đối với các báo cáo hàng tháng nói trên. Trong khi đó, Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB không giao cho thành viên Hội đồng Quản trị nào quản lý, chỉ đạo, chịu trách nhiệm đối với mảng chuyển tiền quốc tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!